GMO ever had. Cha mẹ gáy mà tiếng chứ một tiếng chứ được sao ấy, người ta nghe tiếng gáy một sao rồi. À, bây giờ là cái đó là trước khi đi tu, sau khi đi tu, hình như nó có một cái triệu chứng mới. Ồ, à, và chờ hai tiếng thực phẩm một cái nữa gọi là nhân nhựa kém chê rô. Gà này từ San Francisco. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Giáo sư nào mà đi giáo sư của cha sẽ không phải bầu thủ nữa. Và bây giờ chúng ta trở lại với bài hát đầu tiên của Ý Mẹ Cho Đời với giọng ca của cha.